Yes. Ok. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Thôi còn ở đây biết bao nhiêu lâu mình ở đây cũng 2 tuần hả? Mà sao mỗi lần đi đâu sao mình cũng đi liên tiếp. Đây là một những con đường đẹp nhất hả? Thì xe hơi sập mui mà còn gom ra một cái cảnh này xuất sắc. Đây là tôi đã đi thấy cho người ta đi bộ qua nhà học hơi bất lịch, đừng ngờ gọi rất là bất lịch sự. Mấy cây allee, hai bên allee mát chỗ này. Hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. Huy chào tất cả các bạn. Thái Công với Huy đang trên đường từ Saint-Tropez đến thành phố Cannes. Và hôm nay mình đi một cái con đường cực kỳ tuyệt vời, đi ngang rất là nhiều làng. Dạ, và một bên là biển, một bên là thành phố. Một con đường rất là dài nhưng mà thấy cảnh đẹp. Dạ, bình thường cái con đường này người ta đi bằng xa lộ. Dạ. Nhưng hôm nay Thái Công với Huy quyết định không đi đường xa lộ mà đi đường cát sát bãi biển luôn. Có nghĩa là nó giờ thời gian hơn gấp đôi luôn á, có đi 1.5 tiếng chắc là đi hơn 3 tiếng. Rồi trong cái video này Thái Công với Huy sẽ làm một cái phim về Cannes để các bạn xem Cannes và một cái tầm nhìn khác. Thái Công với Huy không có liên quan về cái gì với cái Cannes Film Festival hết trơn á. Ok. Tại vì có anh thấy mình còn hơi bị xui nữa đó, tại vì vì có cái Cannes Festival đó là mình không có mướn được một cái khách sạn nào hết trơn. Bình thường là anh ở khách sạn La Martinez với anh ở khách sạn Carlton, nhưng bây giờ là Cannes Festival là không có một cái phòng luôn, gọi là xui thiệt luôn á. Mình đi ngay cái dịp đó và tất cả là rất là đông và Hollywood hết. Có nghĩa là có một đề tài mà có nhiều người khác mừng và có nhiều khác thì mình theo mình thì thấy xui, tại mà không có liên quan hết trơn á. Tại vì đúng là một cái đề tài nhưng mà mỗi người nhìn một khía cạnh ha. Còn kỳ này mình đến đây là mình đi tìm nhà hàng cũng khó cho mình luôn á nha. Rồi rất là đông nha, nhưng mà tại vì Thái Công với Huy là đi ra miền Nam Pháp và cuối Cannes là đáng vẻ là chuẩn bị đi lên Paris. Và muốn cũng không có định đi Cannes nữa, mà ngay ngày hôm nay là cũng ngày lễ của người Pháp luôn. Bởi vậy mình no choice, bây giờ phải không có chỗ nào mà có khách sạn hết. Cuối cùng Thái Công với Huy mướn được một cái apartment, có nghĩa là lần thứ hai mình mới ở trong một cái book qua Airbnb. Đây lần thứ hai đúng không anh? Lần đầu tiên là ở Cape Town, nhưng mà cũng đẹp nha. Cái nhà cực kỳ đẹp. So, lần này là ở Cannes, chỉ có 3 đêm thôi. Có nghĩa là cái lần hai mình sẽ tự túc, sẽ nhưng mà cái này anh thấy cũng đẹp đó nha. Vậy là em sẽ là người dọn ra giường. Không cần, mình ba để mình để chắc mà không cần dọn sao ba. Sau đó mình về. Nhưng mà cái apartment này có terrace này có kia. Nhưng mà rất là mắc tiền nha, có nghĩa là nếu mà mình có nghe nói là giống như là ở nhà này, gọi đi Nam, như Nam ta cũng hay cho thuê á. Nhà guest house sao? Mấy người ta cũng hay làm á, coi đây. Guest house hả? Nhà trọ hả? Nhà trọ hả? Không phải nhà trọ, người ta Airbnb là cái gì quá. Đó, là guest house. So guest house này một đêm hơn 500 euro một đêm cho một cái apartment. So mình ở 3 đêm hết 1.500. Để coi nó làm sao. I don't know how it looks like. So các bạn nhớ bấm no subscribe và like và follow Thái Công tiếp tục đi bùng Pháp. Và sau Pháp, sau Khánh mình sẽ đi lên Paris. Lúc đó mình ở khách sạn yêu thích của mình trở lại Hotel Cost. So let's go, tiếp tục đi đến Khánh. Và cái ông mở cửa cho mình vô, ông cũng đang chờ mình. Ok, đi thôi. Đi đi đi.
Cảnh đẹp quá. Đẹp quá. Let's go. It's gonna be a fine day today, I can see. It's gonna be a fine day today, I can see. It's gonna be a fine day today for you and me. It's gonna be a fine day today, just wait and see. Blue skies. A part of the room. Thấy có sân vườn rồi. Sáng sủa. Sáng sủa. Được chứ hả? Cái terrace. Terrace bự chứ sao? Anh nhớ cái lần mà mình đi đi qua New York, người ta cũng dẫn mình đi coi mấy cái apartment giống tương tự nè, mà có cái sân ra bự hơn chút xíu, mười mấy ngàn tháng thôi. Dạ. Cái apartment mà cho thuê, cái location là nhiều tiền cũng được chứ hả? Chỉ mất công phải tự dọn dẹp thôi đủ chương trình á. Dạ đi chỗ này mình đi có select nào chuẩn bị đó. So bây giờ chúng ta sẽ đi xuống hướng đó và đi ăn cái nhà hàng hải sản Thái Công Huy ăn thì chúng ta ăn là ngon. Dạ thấy cũng ngon. Ok mình đi thử rồi. Kỳ này mình biết có chỗ không đây? Có chỗ không? Giờ kỳ này đó là apartment. Apartment này bên đây có một cái chỗ group ngồi và vô đây vô luôn cái phòng ngủ. Cái terrace cũng khá bự. Vô đây vô cái phòng ngủ. Phòng cái này cũng được cái là nó trang trí đơn giản. Cái nhà bếp anh dọn dọn hết, không còn một cái món đồ ở trên bàn luôn. Trắng bách luôn. Ở đây mình đã để gì mấy cái dao tùm lum tùm la chứ. Đây, mình đâu có nấu ăn đâu. Mình dẹp hết cho sạch sẽ. Hồi nãy còn luôn cái chỗ này còn hai cái tấm thảm lót dưới đất nữa. Dẹp luôn. Không đừng cái là cái nhà này là không phải là người ta ở rồi người ta cho thuê, mà cái này là người ta làm để special để cho mình thuê ở chứ không có người nào ở trong đây chứ. Thì cũng đỡ chứ như vậy ở mà mở tủ ra đồ cá nhân người ta cũng hơi bị khó chịu. Đây có phòng ngủ bên đây. So. Tất cả là màu trắng cũng đỡ. Hai phòng ngủ nha. Thì có xe nha. Có xe đi. Ok, em nên thêm cái cục sạc nữa. Yeah. Ở bên đây có thêm một cái phòng ngủ nữa. Cái phòng ngủ này mình thấy không dùng để làm cái phòng để đất ở đồ Bali trong đây. Yeah, so functional. Cũng còn hơi nắng, anh đem áo kiến mát, anh đeo thêm cái kiến anh đeo thêm cái kiến này. Yeah. Cái apartment này được cái là có cái gara luôn. It's gonna be a fine day today, just wait and see. Blue skies everywhere, believe you me. Đi một chút là xuống thành phố liền. Chút xíu Paris nhỏ. Không vừa tới là có cái chỗ đậu nha. Không tìm
Phong với Huy mới ăn hàu ở trong cái nhà hàng yêu thích này. Và đây là cái đang cái chương trình liên quan của phim ở Cannes. Theo thấy con biết á, là đây là giống như là một cái fair, một cái triển lãm phim, có nghĩa là ai mà đã sản xuất một cái phim, người ta cần một cái người để cho thuê những cái rạp trên thế giới này. Ví dụ ở Việt Nam muốn làm xem cái phim này muốn vô rạp, ở bên Đức làm sao vô rạp được thì phải cần một cái company giống như ở bên Đức là cái company nổi tiếng nhất là UFA. Nếu mà UFA mà nó thuê á, thì nó mới hợp tác tất cả những cái cine ở Đức đó, người ta mới chiếu vô cái cine, chứ đâu có người Việt Nam sản xuất đâu có vô cái cine, làm sao vô cine Đức được. Thì phải cần một cái chỗ mà người ta take care, người ta giống như là cái nhà xuất bản vậy đó. Đây là cái chương trình liên quan phim đây. Cả ngàn người đến đây. Và mỗi đêm, mỗi ngày chiếu khoảng cả, trong vòng 12 ngày là cái chương trình liên quan phim. Và chiếu khoảng hơn 1.000 phim trong vòng 12 ngày. Mọi người ai coi nổi. Đây là ban đêm ở đường Cosette ở Cannes. Đây là bán cà lem cũng có. Mở tiệm cà lem bên cạnh L'Europien. Giờ đây là trung tâm của Cannes đây. Bên tay phải là đậu thuyền. Và tất cả là nhà hàng nó nằm cái dọc ở trên cái đường này. Tới hết một vòng bên kia luôn. Tất cả những tiệm thời trang nổi tiếng là nằm ở trên trên hết á. Hôm nay là đi dạo bằng xe hơi. Đi bộ mỏi chân quá. Đoạn xe là thích nhất luôn, trời dưới đồng quá chừng đông. Em biết là một cái mùa liên hoan phim bao nhiêu người đến ở Cannes không? Chắc mấy chục ngàn người. Nghe nói là 40.000 người à. 40.000 người. Hôm qua mình ăn hải sản ở đây. Mà qua đi bộ đông sợ quá. Sợ móc túi, sợ giật đồ ở đây, đông quá chừng đông. Chắc là ngày mai mình đi Nice đi. Ở đây đông quá, ngày mai đến đi bán biển mà thường là tại bãi biển dưới là có mấy khách sạn như là cái Carlton hay là cái Martini á. Nó cũng sát biển giống như Saint-Tropez một chút. Ở trên nó cũng có nhà hàng, ở dưới có bãi biển rồi mình nằm mình phơi nắng cũng được. Ở đây nó ra mấy cái phim mới của Top Gun, Tom Cruise nó, để quảng cáo cái trên cái đường này. Khách sạn này khách sạn Martinez. Rồi cái trước anh cái hình mà anh đi cái xe cổ đó, xe SE190 là giờ ở khách sạn này nữa. Vậy đâu? Cái bãi biển hôm qua thì nó cũng hơi busy phải không? Nhưng mà Nice thì tự nhiên mình đi tới Nice xa chứ. Không có xa, đi 35 phút mà. Nice thì nó có cái chính giữa nó có cái trung tâm như cái làng vậy đó. Nó cũng có cái mấy cái marketplace, nó xa mình hơn. Nhưng mà anh chưa biết cái bãi biển đó, tại anh chưa có nằm ở biển ở Nice. Chúng ta đã đến Nice rồi. So, hôm nay quyết định không có đi ở Cannes mà đi xuống Nice vì ở Cannes đông quá. Mình cũng không có liên quan về tới phim cho mình ở Cannes chi. Ở đây nó cũng có mấy cái biển nằm giống như ở Cannes này đó. La Villa. Thì nó cũng có cái ghế cho mình nằm rồi cũng có service uống champagne. Cái này xây y hệt như Nha Trang luôn á, có nghĩa là bãi biển ở bên đây rồi bãi cát rồi nhà người ta ở bên tay trái, có nghĩa là muốn đi biển thì phải qua cái con đường bự này. Thì bởi tất cả những khách sạn nằm bên đây là không có bãi biển mà phải bước qua, thì vì người ta thuê một cái bãi biển đó, người ta thuộc về, tức là nó có nhà hàng chỗ phơi nắng vậy đó. Thì cái này nó giống như là cái ở trên Cannes vậy đó. Thì cái này là nó tên là Promenade Anglaise.
Pomena tiếng Đức thì cũng là Pomena rồi luôn ha. Pomena là cái sát biển, người ta gọi là Pomena. Thì tất cả những cái đây là dòm ra sát ra biển. Giờ chắc là tìm đoàn Việt Nam ăn đi. Dòng đâu đây có, đây Việt Nam nhiều lắm. Close. Close. Mày thứ mấy mà close? Thứ bảy. À buổi chiều mới mở đúng không? Dạ. Quá đẹp. Đường nữa này giống Hamburg luôn em. Nó có một chút xíu hay giống Hamburg. Hả? À, vừa ở gần Eppendorf Baum. Gần nhà mình Eppendorf viết. Của mấy nhà cổ như nè. Khu Eppendorf đi chang đúng không em? Rất đẹp luôn. Cái đường này rất là đẹp luôn. Ông ấy thấy Nice nó xa mình hơn. Ở đằng sau nó còn mấy cái cổ này nhiều, còn Cannes không có. Anh Quyến cái khu cực không có, cái này nó bữa mình đi Marseille cũng hơi giống giống, nhưng mà nó đẹp hơn Marseille nữa. Đây nó nước nguyên khu vực này cổ không, nguyên nhà cổ đẹp. Nãy mới đi ngang kia quá đẹp. Chắc là mình ăn xong mình đi bộ tới gì? Delhi Bao, em mới đi Bao à? Delhi Bao là gì? Delhi Bảo. Bảo hay là bao hay là bánh bao. Tiếng Việt không có dấu khó đọc gì thôi. So, có châu đậu luôn, sướng quá ta. Vô đây. Thật sự là ở bên Âu Châu là mấy cái hầm này ngoài thành phố rất là nhiều. Nhưng mà đừng có làm rớt cái tờ giấy này. Ngon ngồi nó bắt mình chán ngại. Ups, up, up, không? Dễ thương. Bảo hay là bao em? Dạ, bao. Bao à? Bao, là bánh bao hả? Dạ, giống bánh bao. À. Cái này là bao mỡ ấy. So, cái xe hủ tiếu này nè, em ăn cái này không thấy cái này gì đây? Bún bò nè em. Bún bò, gà bún, bún chay, tôm, súp phở. Tăng giá nha, hồi bữa 13 euro rưỡi gạch cái thành 15 euro. Kệ ta. Ok. Dạ, ok. Ok, cái xe hủ tiếu này là bán hủ tiếu mà. Dạ. Có hủ tiếu không? Hay hủ tiếu cũng ngon đó. Có khi là mình có phở là, dạ, phở ở đây em có một cái phở là phở gà. Phở gà. Dạ. Còn cái bò bún là khô đúng không? Là cái này đúng không? Dạ, loại này. Còn cái tất cả cái này là bún. Bún, à chị. Còn này là cơm gà, cơm cá. Coi là món nước chỉ có một món phở thôi. Dạ. Ok. Anh cũng tô phở luôn đi ha. Dạ, hai tô phở. Một cái nem, hai phở. Dạ. Có món nào nhẹ nhẹ nữa không ta? Còn cái món là món gì vậy anh? Dạ, hôm nay làm gỗ cuốn. Ờ, à, ok, một phần luôn. Một phần luôn. Ok. Dạ. Em có xem nhiều tập ấy. Nhiều tập hay anh? Oh, really? Yeah. Cả xem người ấy là ai nữa. Vậy hả? Em có thể xin một đoạn luôn. Yeah, em đứng đây nè. Em được chụp chung luôn. Được chung đấy, yeah. Có nghe nè. Qua đến đây tính miền Nam Pháp mà cũng có người xem YouTube thấy không? Yes. Em xem tập gì? Em xem mấy gần đây là tập Di Băng. Còn mấy tập trước thì em xem cách thiết kế nhà để cho nhà của em. Em tham khảo ý kiến. Yeah. Em biết trước khi xem người ấy là ai. Ok vậy ta. Yeah. Em ngồi đi. Dễ lắm. Ok, thế em cũng làm phiền. Thank you. Nhà của ai? Của một chị, nhưng tí chị quá. À. Bây giờ đi qua tới bên miền Nam Pháp mà người ta còn coi thái công nữa. Chào đi qua Pháp mà cũng có gặp người quen, có gặp người biết anh nữa. Em thấy anh nói tiếng gì mà sao không biết. Về hai tuần ở ngoài còn trẻ mà đẹp hơn ở trong video. Cái con nhỏ mà chủ ở đây luôn nè, trời nó mê anh lắm, nó cứ coi video của hai người hoài luôn. Coi hoài luôn, không ngờ mấy bạn nói nhắn cho em là trời có thấy công với anh nhỉ, không phải qua liền mới được. Anh thấy hên là Google, mình Google. Lúc anh tìm nhiều hình lắm mà dạ. Thấy ở mấy cái nhà hàng mà kiểu mà cũ quá không thích rồi đó. Dạ. Thấy nhà hàng là ok, good. Mà hên hôm nay mở cửa nữa. Dạ. Đấy. Lịch trình của anh là đi đâu? Bây giờ ngày mai anh đi bay về Paris. Ngày mai. Còn ngày hôm nay, tới đây là thôi. Hôm nay giờ chỉ đi Nice rồi. Ra Messina rồi thôi. Ngày mai tại vì anh ở Cannes. Ở Cannes mới xét hơi lên trên đây. Dạ. Rồi anh ở Cannes 3 ngày. Xong từ Khanh anh mới lên đây rồi ngày mai là đi tiếp rồi. Yeah.
mà đi Paris một tuần, một tuần còn đi Ý nữa, đi Ý đi Milan một tuần nữa. Anh đi chuyến du lịch của mình một tháng rưỡi, tháng rưỡi. So bây giờ anh sẽ thử cái tô phở, lòng mình ăn tô gà. Nhìn thấy ngon nha. Ở Pháp chỉ phải bon appétit. Bon appétit, merci. Đây ngon ghê. Dạ. Ok, cảm ơn thầy. Rồi, dạ, chúng ta đi chơi tiếp tục vui vẻ. Cảm ơn thầy. Chúc nhà hàng của mình ở Pháp càng ngày càng nổi tiếng. Đó, làm sao anh trở lại là thêm 2 tiệm nữa nha. Dạ, cố gắng. Cố gắng. Dạ. Sao ngon. Từ từ bữa giờ làm, ăn rất là nhiều tô phở ở Pháp. Nhưng mà tô phở gà này rất là ngon. Cái nước y chang như là ở mới ăn mấy cái tiệm phở gà ở Sài Gòn luôn. Tên là Loan ạ. Loan. So, dạ. Loan muốn cần ý kiến thiết kế nội thất. Vâng, đây là cái nhà mà em tụ lên ý tưởng và thiết kế. Em ở chưa? Em ở đây, đang ở rồi, ở Marseille. Okay. Nhưng mà cái này ở Marseille, bây giờ em đang cho thuê Airbnb. Em không ở đây nữa. Vâng, tại vì em chuyển dưới đây làm. Dễ thương mà. Ông thì cho thuê là người ta thích cái kiểu mà nó càng đơn giản á. Anh thấy là nó hiệu quả nhất chứ không có cần để co nhiều quá. Tất cả cái gì mà thật sự người ta không có cần thiết trong ta ở á, anh em bớt lại thì thấy người ta cái em cho dễ cho thuê hơn. Thật ra là em đã mang đi đến đây ở. Đấy chứ có nghĩa là cái này em thích em lấy ra. Anh mới đúng nghiệp ý đèn bàn mà đi ra đấy. Cái bàn này lấy ra. Cái bàn này lấy ra tốt hơn nhiều. Không thì bây giờ anh chỉ tư vấn theo. Tại vì mỗi cái phòng nó có một cái mục đích. Như cái mục đích em là cho thuê. Thì như anh nhìn vô thì anh sẽ tư vấn em là cái phòng cho thuê nó phải cần bảy yếu tố gì. Ví dụ anh ở là anh thích đồ decor này trang trí. Nhưng mà nếu mà anh đến khách sạn á, và anh đến một cái phòng anh thuê thì anh không có decor của người khác. Cái là ngược lại, ở nhà anh thích biết là nhiều decor. Không, mà anh tới chỗ thì anh không thích đồ decor. Vì nó sẽ tạo cho cảm giác đấy là nhà của mình. Yeah, nhưng phải có nhà của mình, cái đó là nhà của người khác, chứ phải nhà của mình. Yeah, nếu là nhà của mình ấy, thì mình sẽ muốn decor. Đúng, đúng. Còn mình tới nhà nó có mang cái tính cá nhân của mình nhiều hơn. Còn nếu mà đi đến nhà người khác thì mình lại không có muốn là mình không ở trong một cái nhà cá nhân của người khác. Đúng rồi, mình không muốn ở trong cái cá nhân của người khác. Em mở hết cái này ra đi. Em mở nguyên cái màn bỏ ra, em làm một cái sáo ở trong thôi. Dạ. Thì nó không có bị dướng cái chỗ này. Vâng. Thì chỗ này em thấy nó bị dướng chỗ này không? Vâng. Chỗ này nó bị dướng là chưa tháo luôn cái màn ra. Thì nó bằng cái sao thì anh nhìn vô cho người ta thấy hấp dẫn thì người ta thuê à. Ok. Chào, em cảm ơn. Rất là vui. Dạ. Anh tính tiền nhé. Dạ, rồi. Thấy cái bãi biển này mình mới đi Saint-Tropez, mình mới thấy cái sự quý giá luxury của mình. Đồng ghê. Đây đồng ghê. Cái này cũng đi biển nè. Cũng đi biển đây. Đây người ta cũng đi biển đó. So hay xem bãi biển ở Nice. Đây là không phải là sở thích của hai con Du Huy đi xe kiểu này. Đây cái chỗ mà có cái ghế nằm là cũng đỡ hơn, còn ở đây là không có ghế nằm luôn. Thì em đem cái khăn lông luôn. Khăn lông ra để có nhà hàng. So, mới ghé được MS. Hôm nay collect thêm được một cái túi của MS nữa. Có nghĩa là chuyến đi Pháp này gọi là MS collect. Nhưng mà Rolex không có đồng hồ mình muốn. Fail. Muốn collect Rolex nhưng mà bị fail. Không có. So go on. Đi Galerie Lafayette. Lafayette. Galerie Lafayette. So, Nice chỗ này cũng hấp dẫn không? Cũng được. Là lạ, nó lạ mắt không? Nice. Anh thấy mình đi du lịch càng nhiều, cái mình ở đâu cái mình cũng thấy giống ở đâu hết trơn. Yeah. Anh thấy nó có một chút xíu ở Liên Xô nha. Anh có một lần anh đi Liên Xô, đi San Petersburg. Và chỗ này là hình giống một chút xíu Liên Xô chỗ này. Cái
do cái mái nhỏ nhỏ bên kia kìa. Sao? Rồi bên đây thì anh thấy nó giống như ở Portugal. Và có cái sàn trắng đen dưới đây thì sao? Giống ở đâu? Brazil hay là Venice anh? Venice à? Ờ, cái chỗ này nó lạ ghê. Nó giống chỗ này, nó giống chỗ kia. Ở trên kia núi. Ê, bản này không? Con mèo. My baby don't care for clothes. My baby don't care for shows. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Cái mùi này là mùi yêu thích, thấy ông Duy Huy đây rất là thích cái mùi này. Thơm hoài. Yêu thích của anh. Sao lần này anh muốn ăn cái món yêu thích của anh không? Hả? Em cũng thích bò, anh thích cá. Hả? Cá. Thích bò, thích cá. You say hello, welcome to Thaicom TV. Please say it. Oh, really? Yes, say. Okay. Hello, welcome to Thaicom TV. Super. And behind the camera is Madam Sydney. Hello, it's me. Is this thing smart? It's moving and finding the faces. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, enjoy. So, chuyến đi Côte d'Azur đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ bay hôm nay đi Paris.